mình nhỉ? Mọi người hãy thể hiện hết cảm xúc của mình đi. Quay phải đây đây. Bung ngựa. Việt Nam. Bung ngựa. Việt Nam cố lên. 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 Việt Nam. Để xem có cái hết nữa. Hello. Văn Lâm. Văn Lâm đẹp trai. Văn Lâm đẹp trai. Không ăn thua. Đánh đúng không? Trận đấu nãy chúng ta đã kết thúc rồi. Nếu ta đạt được, ta sẽ thắng 5-3. Còn nếu ta đạt xong, ta sẽ thắng 5-1. À, chị anh có ý kiến thế nào về cái loạt xuân luân lưu khách nào này? Theo quan điểm của chị thì đội nào thì anh nhìn thắng? Cái mà đi thể chân mà kiểu thực ra hiện tại thực ra từ đâu lên từ đâu Bác Hằng Sơn đã định khống đứa Quang Hải vào đó, nhưng bất cần đi á, Bác Hằng Sơn lại đứa Quang Hải vào. Thực ra là một chiến lược không đấy, em phát biểu là trận này là một cái chiến lược rất là khó hiểu đối với cổ động viên đó. Mà tôi nhắc cái điều của tôi nghĩ là Việt Nam sẽ nhìn thẳng thôi. Tôi hiểu vì sao lại đưa Quang Hải vào trận này. Tôi tưởng là Bác Hằng Sơn đã nói để Quang Hải nghỉ ngơi thôi, vì sao lại đưa con trận đi chính cái điểm đi, và Bác Hằng Sơn là để cho trận đấu đi lại bị hoa đó. Em lúc đó kết quả lúc đó không phải là hoa đâu. Mục đích của Bác Hằng Sơn chỉ là đưa trận đấu về đá penalty thôi. Lẽ đó là phải thấy Quang Hải. Thôi được rồi. Quang Hải đã mệt rồi. Thôi được rồi. Tôi đã xong việc của chị rồi, chị xong rồi. Theo ông chị ơi, ông chị nghĩ thế nào về trận đấu ngày hôm nay? Ờ, theo quan điểm của tôi ấy. Mình đã thắng luôn. Theo Việt Nam là không thua. Không thua. Có nghĩa là chiến vô địch là thuộc về Đông Nam Á. Chưa răng nửa. Vâng, rồi sau đấy là Vô tài là Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Anh Đức ơi, cổ lên anh Đức ơi. Anh Đức cổ lên. Anh Đức cổ lên. Lượt trận thứ nhất thì tôi xin hỏi ý kiến của anh Huy. Theo anh, quan điểm là lượt tiếp theo của đối thủ thì chủ trận đóng hay là đóng ngoài? Tôi nghĩ là Việt Nam chỉ cần đá ba quả thôi. Có nghĩa đôi bàn đã hồng cả ba quả. Rồi, chúng ta chơi nhau. Lượt đầu tiếp theo. Cầu thủ này tôi thấy màu rất là đen, khả năng là cũng rất đen. Quan điểm chủ đá ngoài. Quan điểm chủ đá ngoài, quan điểm chủ đá ngoài. Như vậy là chúng ta phải chuyển sang lượt thứ tư rồi. Thế theo anh Huy thì chúng ta lượt tiếp theo chúng ta chuyển vào hay là chuyển Việt Nam đang nhả vào? Vào hay là không vào? Họ vào hay không vào? Ta chắc chắn là vào. Đúng à? Thế theo dự đoán của anh thì sẽ lượt từ mấy thì là họ sẽ chuyển không vào? Không, quả đây là ta đã vào nhưng họ là sẽ bị thủ môn là đẩy ra ngoài. Tức là lượt tiếp theo là đối thủ này chuyển đủ môn mắt. Rồi chúng ta chơi xem. Sau đấy là niềm hy vọng vang của Việt Nam, Tuấn Phương. Cầu thủ Công Vương nào, anh em ơi, Công Vương. Chuẩn đi anh ơi, bên nào cũng được, tôi muốn đá được đâu. Theo quan điểm của tôi thì là Việt Nam thế à? Quả này là Công Vương để thử thách từ môn Văn Lâm thôi. Đây là Văn Lâm đây chiến thắng. Chúng ta chưa? Văn Lâm cố lên. Cố lên Văn Lâm. Công Vương. 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 Công Vương.
Tôi lên đây, chuyển bên tôi, chuyển bên tôi. Theo quan điểm anh Dũng đi. Quả này chúng ta chuyển vào đi. À, quả này là... Quả này là chắc chắn là phải không? Quả này béo tùm. Quả thì béo thôi, chuyển gắn ngoài đấy, chuyển vào đó. Quả này là quỷ của mày đó. Quả này là quỷ của ta chắc chắn phải không? Quả thì béo nó phải không phải chắn. Tôi còn đi lấy cho anh Dũng. Quả thì béo là... Quả này chúng ta phải vào con quả pháo là họ thành chuyển trượt. Đúng không? Quang bò, tuyệt vời. Như vậy là anh Dũng đã dự đoán đúng 50%, còn 50% nữa. Theo quan điểm của tôi cũng nghĩ là trận này cầu thủ của đội bạn này chủ trang ngoài. Tôi muốn bắt được hay là họ chủ trang ngoài? Tôi muốn bắt được. Tôi muốn bắt được. Tối thì theo quan điểm của tối thì đội bạn thầy chủ đăng ngoài. Quả này em chủ lên trước này. Đúng rồi, chủ đăng ngoài tay. Thấy họ chủ thấy khó nhỉ. Như vậy ra là quá 3 lượt đấu.